Venezuela tuyên bố kiện tờ báo El País của Tây Ban Nha tên từ Caracas. Venezuela tuyên bố sẽ kiện tờ báo El País của Tây Ban Nha vì đã đăng nhầm một tấm hình của Tổng thống Hugo Chavez trên trang đầu tờ báo. Bộ trưởng Truyền thông Ernesto Villegas tuyên bố chính phủ sẽ tiến hành thủ tục pháp lý để đòi hỏi bồi thường thiệt hại đối với tư lệnh Chavez và xã hội Venezuela. Nửa giờ sau khi đưa bức hình lên trang mạng toàn cầu, tờ El País đã rút ngay xuống, tuyên bố mới khám phá ra rằng bức hình không phải là hình của ông Chavez và đã hủy bỏ số báo đã in. Những số báo ở sạp báo đã được thay thế bằng số báo với trang bìa mới và lời xin lỗi độc giả. Tờ báo tuyên bố đang mở cuộc điều tra vì sao đã có sự lầm lẫn này. Tờ báo El País là tờ báo tiếng Tây Ban Nha lớn nhất thế giới. Ông Chavez đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày giải phẫu ung thư lần thứ tư trong ngày 11 tháng 12. Ở tại Hoa Thịnh Đốn, nghị sĩ John Kerry, người đã được chỉ định làm ngoại trưởng mới, đã nói trước Ủy ban Ngoại giao Thượng viện là Venezuela đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp. Tuyên bố này đã lập tức gặp phản ứng của Caracas. Ngoại trưởng Elias Hua nói rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ vừa bắt đầu nhiệm kỳ mới đã nhanh chóng can thiệp vào nội bộ của Venezuela. Ông mong muốn ông Kerry có thái độ thích hợp để có thể cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. Trong đầu tuần này, một viên chức cao cấp của Venezuela đã nói rằng Caracas rất muốn cải thiện mối quan hệ với Hoa Kỳ.